Kính chào quý thính giả, quý khán thính giả của đài. Tôi hôm nay lại trở lại với quý vị trong cái tiết mục Thế giới quanh ta hôm nay để đem đến cho quý vị một số những cái thông tin. Vì đây là cũng là cái buổi mà đầu năm, mùng 10 tháng giêng năm 2022. Do đó có rất nhiều thông tin, nhưng mà tôi chỉ đưa đến một số những thông tin mà quý vị có lẽ quan trọng và muốn theo dõi. Thứ nhất là một số thông tin về Việt Nam, và sau đó thì tôi sẽ đưa một số thông tin và những cái hồ sơ nóng ở quốc tế để chúng ta cùng nhau chia sẻ. Thứ nhất là về Việt Nam thì như quý vị đã biết, từ mấy tuần nay, cả hơn một tháng nay, thì tại cái cửa khẩu biên giới đã có hàng 5-6 ngàn cái container chở hàng hóa của Việt Nam qua Trung Cộng mà bị kẹt ở đó. Về phía Trung Cộng thì họ cho rằng là họ cần phải tăng cường cái vấn đề kiểm dịch, bởi vì họ sợ rằng những tài xế của Việt Nam sẽ đưa cái dịch bệnh, cái con virus, những cái biến thể Omicron hay là Delta từ Việt Nam qua. Do đó họ siết chặt cái vấn đề kiểm soát. Đó cũng là một cái lý do mà mình không thể từ chối được. Nhưng mà cho đến mãi đến những ngày gần đây thì mới có những cái giải pháp là người ta đã mở cửa một phần biên giới, nhưng mà rất là nhỏ giọt. Vì thế trong mấy cái cửa khẩu chính của Việt Nam vẫn cho đến bây giờ tổng cộng vẫn còn vào khoảng độ 5.000 cái container chở hàng hóa của Việt Nam ứ đọng tại đó, mà phần đông là hoa quả, trái cây và hàng đông lạnh, tức là hàng thủy sản của Việt Nam. Một số những người mà không có chờ đợi được lâu thì họ đã quay về để mà bán rẻ ở trong nước để lấy lại phần vốn. Phần nữa thì một số những cái sản phẩm nghĩ rằng là chờ lâu thì sẽ hư hỏng, do đó đưa về để chế biến thành những cái sản phẩm khác, hy vọng là có thể bán vớt vát để lấy lại vốn. Đây là một cái sự thiệt hại rất lớn cho cái ngành sản xuất nông phẩm cũng như là thủy sản của Việt Nam, đặc biệt là những cho đến bây giờ, như là cách đây 2 tuần đó, thì ông Thủ tướng Việt Nam đã kêu gọi các cái công ty của Việt Nam là hãy đi theo đường chính ngạch thay vì đường tiểu ngạch. Và trước đây tôi cũng đã nói sơ qua, vậy thì đường chính ngạch là gì và đường tiểu ngạch là gì? Chính ngạch ở đây đúng theo nghĩa mà bên Việt Nam muốn sử dụng đó, đó là những cái công ty mà được được nhà nước bảo trợ về phía mua cũng như phía bán để có sự can thiệp của nhà nước. Và nếu cái đúng nghĩa như vậy đó thì cái vấn đề xuất nhập hàng của Việt Nam cũng như là hàng nhập cảng từ bên tàu đó, nó sẽ không còn cái thị trường tự do nữa, bởi vì hầu hết các cái buôn bán là từ các cái nhà buôn, nhà nhập cảng mà họ là tư nhân. Thì bây giờ mà nếu mà có cái sự can thiệp của nhà nước nữa thì đó là không còn cái kinh tế thị trường, thì đó là một vấn đề rất là lớn. Điểm thứ hai nữa, cho đến bây giờ thì giá của một số những cái nông phẩm ở Việt Nam, thí dụ như có những cái vùng mà người ta sản xuất thanh long đó, thì ngay tại Hà Nội thanh long vẫn đắt, nhưng mà những cái nơi sản xuất lớn bây giờ vì không xuất cảng được, do đó giá thanh long rất là rẻ. Cho đến sáng hôm nay cái bản tin ở Việt Nam cho thấy rằng có những cái vùng mà nếu bây giờ người dân muốn ăn một tô phở thì họ phải bán đi 60 kg thanh long mới đủ tiền để mua một tô phở. Thì đó là cái khốn khổ của những người trồng thanh long. Ngoài ra còn dưa hấu, còn cam, quýt, bưởi, và đặc biệt đây là cái mùa thu hoạch mà người dân cậy nhờ vào đây để mà thu lại cái vốn đã vất vả quanh năm. Đó là cái tình trạng buôn bán ở Việt Nam ngày hôm nay. Cái điểm thứ hai mà tôi cũng muốn tiếp tục đưa đến thông tin cho quý vị là cái công ty Việt Á, mà trước đây tôi đã thông tin một lần, thì cho đến bây giờ tôi nghĩ rằng nó sẽ là đầu voi đuôi chuột. Là vì chúng ta biết rằng cái công ty Việt Á này sản xuất ra cái kit để mà xét nghiệm COVID, và
Bây giờ thì người ta chỉ rút lại cái vấn đề truy tố cái công ty, những người lãnh đạo công ty này và những người gọi là nhận hối lộ của công ty này để mà mua cái kit xét nghiệm ấy với cái giá đắt đắt gấp 3 lần giá nhập cảng. Thì đó là cái tội gọi là tội đưa tham nhũng, tội đội giá, rồi tội đưa tham nhũng và nhận tham nhũng, thế thôi. Nhưng mà cái gốc của nó không phải như vậy. Cái gốc của nó có hai vấn đề hết sức là nghiêm trọng nhưng mà bây giờ gần như là họ bỏ bỏ qua. Cái thứ nhất là ai là người bỏ vốn trong 80% cái số vốn đầu tư, cái số vốn của công ty Việt Việt Á, bởi vì thực sự ra những người mà nắm cái chủ quyền từ cái lúc mở cái công ty đấy cho tới cái những ngày gần đây, tức là cái ngày mà bị bắt đó, thì những người làm chủ công ty ấy họ chỉ có làm chủ có 20, thế thì còn 80% kia là những ai phải có là những viên chức rất là lớn, rất có quyền thế ở trong Đảng Cộng sản bỏ vốn vào thì họ mới làm được những cái chuyện trời ơi đó, những cái chuyện mà xuất cảng rồi thì bán cho cả nước như vậy, dễ dàng như vậy. Cái thắc mắc thứ hai mà cũng đó là công ty này không có khả năng để mà sản xuất ra cái test xét nghiệm ấy, triệu với cái xét nghiệm này từ đầu. Đây là cái câu hỏi mà rất nhiều người thông thạo cho biết rằng nó đã âm thầm được nhập cảng của tàu hay là một cái nguồn nào đó mà chắc chắn đến 90% là từ tàu. Và ở Việt Nam chỉ có làm cái vỏ, làm cái hộp và rồi đóng nhãn, dán nhãn Việt Nam và bán ra. Như vậy thì rõ ràng là nó có một cái con đường thông đồng giữa những cái viên chức cao cấp của Việt Nam và phía Trung Cộng để mà Trung Cộng bán cái xét nghiệm này qua, và cái công ty Việt Á chỉ là cái bình phong để mà phân phối và đội giá lên để làm tiền và chia chác cho các viên chức trong 62 tỉnh thành ở Việt Nam. Do đó mà các cơ quan truyền thông gần đây thì họ im tiếng và không thấy còn đi sâu vào những cái điều tra này nữa. Đó là cái chuyện thứ hai. Nó rất là đáng cho chúng ta nghĩ tới cái vấn đề chống tham nhũng ở Việt Nam. Càng chống thì tham nhũng càng tinh vi và càng nhiều, càng rộng. Cái thông tin thứ ba chuyện mới xảy ra ngày hôm qua đây. Đó là cái giấc mơ của ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Khi mà cái hội nhà văn ở Việt Nam họ tổ chức cái giải văn học, giải mà khuyến khích viết văn, đặc biệt là viết văn cho thiếu nhi, thì ông Chủ tịch nhà nước Nguyễn Xuân Phúc đã đến đọc diễn văn, trao giải văn học, văn văn chương, và ông ấy nói một cái điều, tất nhiên là cái bài diễn văn của ông ấy thì nó cũng khá, nếu mà bình thường thì thấy là một cái bài diễn văn, nếu không phải ông viết, tất nhiên là có người viết cho ông rồi. Đó. Nhưng mà khi nghe qua thì đây là một cái giấc mơ mà có lẽ nó quá cái sự mong đợi của chính người Việt Nam. Tôi nói rằng hy vọng là trong tương lai Việt Nam sẽ đoạt được cái giải văn chương Nobel, giải Nobel văn chương của thế giới. Nói đến giải Nobel thì chúng ta chỉ nhớ đến có mỗi một ông trong cái thời chiến tranh Việt Nam là chia cái giải hòa bình với Kissinger, của tức là ông Lê Đức Thọ, tức là cái người mà đã cùng với Lê Đức Thọ ký kết cái hiệp định Paris năm 1973 chấm dứt cái chiến tranh để Hoa Kỳ rút chân ra khỏi Việt Nam. Nhưng mà ông ấy không đi lại đứng đáng. Nhưng mà bây giờ nói đến chuyện mà Việt Nam mong đợi để có cái giải văn chương Nobel thì quả thật là một cái giấc mơ hão huyền, mặc dù ai thì cũng muốn như vậy. Nhưng mà chúng ta phải nhìn vào cái hệ thống giáo dục của Việt Nam. Hệ thống giáo dục của Việt Nam là một cái hệ thống giáo dục chỉ huy, tức là người viết văn và những cái sáng tác phải theo một cái quy trình của nhà nước.
Thì ông Nguyễn Xuân Phúc cũng nói rõ là viết văn nhưng mà không được ra ngoài cái gọi là đả động gì tới những cái mặt trái, hay nói khác đi là không có đụng chạm tới cái chế độ cộng sản. Và đã như vậy thì nó nằm trong khuôn mẫu rồi, tức là một cái loại mà văn chương mà đặt hàng, thì làm sao mà có thể có được những sáng tác có giá trị do cái những cái tài năng viết mấy đi nữa đó, thì nó cũng nằm trong một cái khuôn mẫu kiểu đặt hàng của nhà nước, thì làm sao mà có văn hay chữ tốt để mà được cái giải Nobel hòa bình của thế giới đó là cái chuyện giấc mơ rất là khó. Đó là mấy cái thông tin Việt Nam tôi đưa đến quý vị ngày hôm nay. Trong cái phần kế tiếp tôi muốn thưa với quý vị một số những cái hồ sơ nóng trên thế giới, đặc biệt là cái hồ sơ giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng. Như chúng ta biết là Trung Cộng không ngừng đẩy mạnh cái sự bành trướng của họ về mặt kinh tế cũng như an ninh, và cái mà là Việt Nam và những cái nước ở vùng Đông Nam Á, và đặc biệt là cái mối đe dọa sẽ nổ ra cái cuộc trận chiến để mà ở Đài Loan, thì đó là cái hồ sơ nóng nhất. Và vì vậy Hoa Kỳ cũng phải có những cái chuẩn bị, như chúng ta biết rằng là về vấn đề quân sự thì tất nhiên là Hoa Kỳ vẫn là cái sức mạnh lớn nhất trên thế giới bây giờ, nhưng mà để chuẩn bị cho một cái an ninh thì tất nhiên là Hoa Kỳ phải chuẩn bị. Thì hiện tại bây giờ có những cái động thái cho thấy rằng là mở lại cái căn cứ không quân rất lớn, rất quan trọng ở đảo Guam, và cái căn cứ quân sự đó nó có khả năng để có những máy bay lớn, có những máy bay có thể chở được bom nguyên tử. Kỳ đang chuẩn bị, bên cạnh đó thì củng cố những cái lực lượng quân sự ở Nam Hàn cũng như ở Nhật để giữ yên cho cái vùng Ấn Độ Thái Bình Dương. Bên cạnh đó thì chúng thấy cùng với cái chính sách của Hoa Kỳ để bảo vệ an ninh cho vùng Tây Thái Bình Dương, thì gần đây nhất là Úc và Nhật Bản đã đạt được một cái thỏa thuận hợp tác về vấn đề quân sự. Thì cái việc này làm cho Trung Cộng nổi điên, bởi vì sau khi mà Trung Cộng đã cố gắng gọi là trừng phạt về vấn đề kinh tế trong 2 3 năm qua, thì bây giờ Úc lại hợp tác với Nhật trong vấn đề quân sự, và đây là một cái nhu cầu cần thiết cho cả Nhật lẫn Úc, bởi vì nếu Nhật và Úc cộng lại đi nữa thì cũng chưa đủ để đương đầu với Trung Cộng, bởi vì chúng ta biết rằng hiện tại cái khả năng quân sự của Trung Cộng rất lớn và rất mạnh. Chỉ tính về con số đó thì cái số máy bay, số tàu ngầm, số tàu biển, tàu chiến của Trung Cộng đó, nó đã có con số vượt trội hơn cả Hoa Kỳ. Chưa nói đến gần đây nhất, những ngày gần đây thì Trung Cộng đã thử nghiệm những cái vũ khí tân tiến, đặc biệt là những cái hỏa tiễn siêu thanh, có thể có cái khả năng đi rất là xa và rất là mạnh, rất là chính xác. Do đó đây là một trong những cái đe dọa cho an ninh của chẳng những Á Châu và cả thế giới. Do đó về phía Hoa Kỳ vẫn là một quốc gia dẫn đầu trong ấy hợp tác với vùng Á Châu Thái Bình Dương, với Ấn Độ, với những trong cái cụm tình báo gọi là 5 con mắt đó, cùng với tứ giác kim cương, thì đây là cái chiến thuật mà Hoa Kỳ vẫn đang đẩy mạnh để củng cố cái vòng đai ngăn chặn sự bành trướng của Trung Cộng. Đó là cái vấn đề ở Á Châu, giữa Mỹ và các quốc gia Á Châu. Cái mặt trận thứ hai mà hiện tại ngày hôm nay đây
ngày hôm qua, ngày hôm nay và ngày nữa thì nó đang diễn ra một cái cuộc thảo luận ở giữa Hoa Kỳ và Nga họp tại Geneva. Đây là cái điều mà giải quyết những cái đòi hỏi của Nga đã đưa ra cách đây mấy tuần. Nga đưa ra cái điều kiện là Nga không muốn cho NATO có thể bành trướng qua Trung Đông, tức là qua Đông Âu, tức là những cái quốc gia mà nằm sát với Nga, như là Ukraine, như là những cái nước mà trước đây ở trong cái liên bang Nga đó, thì những nước ấy muốn gia nhập NATO thì Nga dứt khoát là sẽ chống lại cái chuyện đó và đòi hỏi NATO cam kết là sẽ không có thu dụng hay là không có mở rộng khối NATO qua các quốc gia ấy. Thì đây hiện tại bây giờ đang có cái cuộc thảo luận đó, và bên phía Hoa Kỳ cũng như phía NATO nói thẳng rằng là cái quyền gia nhập của các quốc gia ấy không thuộc quyền của Hoa Kỳ hay là NATO, bởi vì đó là cái sự mong muốn của dân chúng của các quốc gia ấy, thí dụ như Ukraine hay là những cái quốc gia khác. Bên cạnh đó thì chúng ta thấy ông Putin á, trong từ đầu đầu cách đây một tuần á, mấy chưa đầy một tuần thì ở bên Kazakhstan đã có cái cuộc bạo loạn của người dân, và cho đến bây giờ thì chính quyền đã bắn vào khoảng gần 200 người chết và đã bắt hơn 5.000 người vào tù vì người dân ở đây người ta phản đối cái vấn đề giá khí đốt tăng quá cao mà người dân họ không được hưởng, bởi vì chúng ta biết rằng cái nước Kazakhstan là một cái nước nằm sát Nga và cũng sát Trung Cộng và là cái nguồn cung cấp dầu thô cũng như than đá cho Trung Cộng. Và vì vậy nước này thì nghiêng hẳn về tức là rất là thân thiện với Nga, vì vậy ông tổng thống đã xin Nga đưa quân đội ra để giúp bảo vệ an ninh, và vì vậy Nga đã điều động 2.500 quân qua để mà giúp nước Kazakhstan đối phó với tình trạng an ninh, nhưng mà quân Nga đóng ở đó. Thì đây là nằm trong cái giấc mơ của ông Putin, bởi vì ông Putin khi mà lên nắm chính quyền từ năm 1990 trở đi, sau khi mà nước Liên bang Nga sụp đổ đó, thì cho đến bây giờ ông ấy luôn luôn giữ một cái giấc mơ là làm sao khôi phục lại cái thế đứng mạnh mẽ trước đây của Liên bang Nga trong cái thời Cộng sản. Nhưng mà vì bây giờ không còn Cộng sản như Liên bang Xô Viết cũ nữa, nhưng mà cái tầm ảnh hưởng của Nga thì vẫn còn trong các cái nước xung quanh. Mặc dù trong 15 cái quốc gia từ cái khối liên bang ấy họ đã ngả qua phía Âu Châu gần hết, nhưng mà còn những quốc gia khác như là Kazakhstan hay là Belarus thì ông Putin vẫn muốn giữ và muốn tạo cái ảnh hưởng, cũng như là đưa hơn 100.000 quân đến sát biên giới của Ukraine để mà sẵn sàng gây chiến tại đây. Thì đó là cái tình hình khá căng thẳng trên thế giới. Chúng ta hãy theo dõi cái cuộc thảo luận ngày nay, ngày mai và thứ tư này giữa Nga, Mỹ và khối NATO xem họ đạt được những cái thỏa thuận nào. Thì đó là những cái thông tin nóng trong những ngày đầu năm này. Cảm ơn quý thính giả, tôi sẽ trở lại trong những lần khác với những cái thông tin khác. Xin kính chào quý vị.